Cứ mỗi lần mà bước ra đây là nhìn thấy tấm ảnh của ba với em trai với cậu mà ở trên cái bia đá cả nhà, cảm thấy trong lòng nó buồn sao cả nhà, cảm thấy nhớ ba, nhớ em, nhớ cậu của mình. Đây cả nhà, đây là Linh Kê nè cả nhà. Linh Kê muốn bệnh nào bệnh nè, muốn nổi nào nổi nè. Ngày qua là nó nổi 2 lần. Trời ơi trời, chuẩn bị sắp như Hà Bá nè. Sáng nổi, chiều nổi, bây giờ sáng nổi nữa, chiều nay chắc nổi lần nữa. Ôi là trời á. Bây giờ một ngày nổi 2 lần luôn rồi. Cái ông Bảy bị gì đa, mày dị ứng mày đa là trước đi khám rồi cả nhà. Mà bác sĩ nói là coi dị ứng cái nào né đó ra, mà đa số là dị ứng bụi, tại vì cái lỗ mũi thường gồm cũng y chang của cậu vậy đó. Cứ có bụi rồi này kia là vô là hồi thường gặp ách xì nhảy mũi chảy nước mũi à, cho dù đã mổ rồi bây giờ vẫn chưa hết cả nhà mình nha, cứ bị dị ứng là nó bị lại à. Nãy giờ mấy cậu cháu đi ra tả mộ cho ba thường gặp với em thường gặp với cậu thường gặp ở ngoài thì ông Bảy ông cũng làm bụi giờ ông dính vô giờ ông nổi mì đai. Hôm qua phát gạo á, ôm mấy cái bịch gạo thôi cũng bị vậy luôn hả? Nhà bị cái bệnh này biết sao cho hết chứ. Coi mẹ nói dặn mẹ con đi mua chai có nón lá củ gách của người ta dục sao hè gom về sẵn đi rồi hết không? Lúc trước đốt hết giờ đốt làm như không thua rồi. Hết linh rồi, hết linh nghiệm rồi, thôi đi ra phát quà thôi. Dạ. Lấy thuốc uống đi. Đi lấy thuốc uống đi. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục cả nhà lại là một chuyến từ thiện cả nhà nha. Thì đây thì gồm có nhận được 30 phần quà của một chị mạnh thường quân, chị xin phép giấu tên, chị gửi về phát bà con của mình 30 phần quà, mỗi phần quà chị giá là 300.000 cả nhà. Thì chị yêu cầu là phát gạo với lại là mắm muối bột ngọt dầu ăn cả nhà. Nói chung là mua đồ xịn cả nhà nha, chứ không có mua đồ nhái pha ke nha. Năm nay thì cái gì cũng lên giá cả nhà, nên là bà con có nhận ít thì cũng vui ha. Tấm lòng của chị gửi cho bà con của mình, năm nay cái gì cũng lên giá cả nhà, mà có cái tiền lương của người ta không lên thì cả nhà đời nó khổ vậy cả nhà. Đây là 30 phần cả nhà mình nha. À, 30 phần thì gồm mình sắp cây gạo rồi nè. Thì có anh chị antifan nào thì vô cứ đếm này, chứ để nói thường gồm ăn chặn ăn bớt khổ luôn cả nhà. Gia đình thường gồm là không có lấy một phần nào hết, chỉ có cho nhưng mà thường gồm không có lấy. Thường gồm nói thường gồm còn đi làm kiếm được tiền, cho nên là thường gồm nhường lại phần đó cho bà con của mình. Thì đây là một phần thì 300.000. Thì thường gồm xin đóng góp riêng xin góp một chút tấm lòng cho bà con của mình thôi, là phụ bà con của mình người 50 tiền đổ xăng để chạy tới đây lấy quà cả nhà mình nha. Thì thường gồm xin phát bà con của mình. À, con lấy phiếu cậu đứa này giùm con nha. Cậu bỏ gạo lên, bỏ một phần giùm con. Dạ đây con xin. À, bà xếp một hàng thôi, bà quay qua đây, bà quay đây, đi qua đây luôn. Đây gửi bà 50 nha. Bà có chạy xe không? Đi nhờ. Đi nhờ hả? Ra đó con lát chở bà về. Đây là chú cầm cái cây chú. Không lấy tiền chứ xong rồi. Sẵn rồi. Tưởng mày chè ra hả? Chơi ghẹo, chơi ghẹo hoài. Thấy di chuyển qua lại nha em. Dạ dạ. Đây. Rồi chúc con Tết vui vẻ. Đây là người ta nhận giùm cả nhà mình nha. Thử gồm đã đi tới nhà phát phiếu rồi nên cả nhà yên tâm, chứ không phải là một người nhận 2 phiếu đâu cả nhà. Chứ để nhiều người nói là sao mà phát gì kỳ, người phần người 2 phần. Đây phần rồi. Cầm luôn đi anh ơi. Không. Rồi, em đưa em. Lấy 2 cái kỳ chú mười ha. Rồi chúc chuyện Tết vui vẻ nha. Cảm ơn. Dạ tiền đổ xăng. Ông Bảy không? Ông Bảy lén bị mì đai cả nhà, ông nghỉ phát luôn rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Đây đây là cái cô mà cái chân bị cây sắt đâm vô chân cả nhà. Đợt vừa rồi thì thượng gồm có quay trở lại là gửi cho cô 1,5 triệu hả cô? 1,5 triệu không? Tiền của người ẩn danh 1 triệu hả? À 1 triệu, 1 triệu tiền người ẩn danh lộn. Xem đi cắn bớt 500 nữa. Rồi, cô lấy tiền cô chưa? Chưa hả? Đó, cô bảo bên đó kìa. Dạ. Ê, rồi. Cầm cho con, cầm cho bà ngoại luôn nha. Bà ngoại hả? Đây, 2 phiếu cả nhà. Rồi, kinh không nổi đâu, nè con cầm tiền đi. Cầm tiền đi. Đừng bỏ cái đất dơ của tay, bỏ lên kia của tay. Bỏ lên kia. Vậy 2 phiếu đúng không? Chị kinh nổi 2 phiếu không? Nổi. Vậy cầm tiền trước đi chị. Đây, 1 phiếu. Chồng bà còn cái nổi chi 2 bao gạo. Ăn thua vậy chị ha. Rồi sao không chắc dữ vậy nổi.
nghe tại kinh nổi hay chắc tới bản họng luôn. Rồi chúc chuyện tới vui vẻ. Mấy phiếu chị? Một phiếu. Đây chị. Dạ anh. Đây phần kia coi lại. Rồi tiền anh chưa ta? Chưa. Dạ. Để mua 2 lít rượu nha. Đó. Rồi kêu mua hết rượu cái ông kia ok đi chứ. Hai phiếu hả chị? Về lâu. Chị nổi không? Nổi không? Rồi coi ta cao cao mới giùm bả luôn đi. Chứ để bả rụng nụ là lấy ổng xài. Rụng là nghỉ luôn hả? Rụng là nghỉ luôn á. Đây. Tay cho ngang. Dạ. Thôi ơn nghĩa gì có đứa con gái nào giới thiệu cho con đệ ra. Giới thiệu con đệ con phải giới thiệu con đâu. Rồi em có bạn trai chưa? Chưa kìa, con đệ anh kìa. Cái tuổi nó làm rớt tiền luôn kìa. Ý là không lấy cho mày đó. Rồi. Đây em nè. Dạ đây. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi, anh tới chú dễ anh. Lấy giùm cho tí tâm xin mẹ phiếu mẹ mày kêu cho nữa. À, để ngày mai đi. Tại vì phiếu hôm nay là phát hết của mày hôm nay rồi bà. Tại vì nếu mà giờ mình đưa tiếp rồi người sao không có. Hôm qua là con tắt điện thoại xong là thêm mấy người tới nữa. Tới là kêu là nhà Thiện Gồng có phát quà, tới lấy quà. Giờ thôi thấy người ta tới rồi thôi Thiện Gồng. Con không có tiền đưa tiếp. Tao khổ ghê khổ mệt nói mẹ mày hôm đó nay. Rồi mà con. Thì đó thì bà khổ thì mẹ con mới gửi cho bà một phần quà của Mạnh Thường Quân nè. Đó thì bà tới nhận nè. Lãnh giùm hả? Ừ. Lãnh hộ anh Thúy Tâm đó. Lãnh hộ cho Thúy Tâm nè, cho tao chưa có. Rồi, mẹ, ôi chị kỳ, sao mẹ không đưa cho bà, không đưa cho người kia là sao? Cái này tao lãnh giùm. Lãnh giùm đó. Còn ngày hôm qua là bà có lãnh chưa? Không luôn. Ngày hôm kia? Không luôn. Bà mới đang tham đi. Rồi, tí vô trong nhà, tí vô trong nhà con đưa đi. Rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn con, cảm ơn Mạnh Thường Quân ăn Tết nhiều sức khỏe, dành dự như ý. Dạ rồi, cảm ơn bà, vô nhà để con đưa đi. Con lấy tiền túi đưa riêng cho, tại cái này là có phần hết rồi. Quá, có 50 đi mua thuốc mùn nhọt cho nó sưng hết cả mặt, mùn nhọt thôi, tối cả mặt luôn. Bị bông nhọt lên mặt hả? Bị hết mười mấy mụn luôn to này mà đi chứa biết bao nhiêu không hết á. Ai bị bông nhọt? Thì cái thằng Nằm á, thằng Câm á, thằng con trai cả của bác á. Nhà có chị gái không? Chú hồi thiệt, nhà có chị gái không? Đừng có chị gái, bữa sau kêu chị gái tới lãnh nha. Muốn là em không được lãnh đó nghe chưa? Có chị gái tới lãnh. Tại thằng em của anh nó khoái chị gái em tới lãnh. Có lấy tiền chưa? Anh đưa tiền chưa? Chưa hả? À? Nè tiền nè. Rồi đổ xăng vô xe đạp chạy đi. Đi. Nó kêu xe đạp là gì có xăng. Dạ thì đây cả nhà. Thì nãy giờ là đã phát hết cho bà con của mình rồi. 30 phần quà. Mà là phát 27 phần rồi. Với lại là Thiện Gồm cũng có đi vô trong nhà. Thiện Gồm có lấy tiền nhà đưa cho cụ bà nãy á. Đưa tiền riêng cả nhà nha. Chứ không có dính dáng gì tới 30 phần quà này cả nhà mình nha. Thì ba còn 30 phần này thì không biết lý do tại sao là bà con chưa tới. Đây là còn 3 phiếu của 3 người. Nhưng mà chưa thấy ai tới hết. Thì bây giờ Thiện Gồm sẽ để ở đây. Để tới đây tới chiều. Nếu như mà không ai tới nhận á. Thì sáng ngày hôm sau tiếp tục 3 phần quà này Thiện Gồm sẽ phát lại cho một người khác cả nhà mình nha. Vì Thiện Gồm có hẹn 8 giờ sáng mà giờ chưa thấy ai hết trơn, giờ cũng 9 giờ hơn rồi cả nhà. Giờ Thiện Gồm với cô Tài kính này vô, bắt đầu đó sẽ đi xuống thăm ông Bảy, con Bảy không nổi bờ đai giờ ổng hết chơi. Chứ con Thỏ ổng giật ra luôn á. Rồi Thiện Gồm đi qua bên mộ của ba với em trai Thiện Gồm để dọn dẹp cho nó xong xuôi luôn cả nhà. Chứ nãy giờ là chưa có xong, hồi nãy là Thiện Gồm bên đang dọn đó đang lỡ dở cả nhà, dọn không kịp. Rồi tới giờ phát quà Thiện Gồm chạy phát quà, bây giờ Thiện Gồm chứ qua phụ mẹ và phụ bé Thương với là Dượng Tư cô Bảy rồi kia đi dọn dẹp mộ cho ba với lại em trai để đón Tết cả nhà mình nha. Đây thì sáng nay thì gia đình của Thượng Gồm đi ra dọn dẹp mộ của ba với lại là em trai cả nhà. Còn của cậu thì hôm qua thì có gia đình vợ con của cậu về dọn rồi xong hết rồi cả nhà. Giờ chỉ còn phần mộ của ba với lại là em trai Thượng Gồm thôi. Thì hồi nãy là mấy cậu mấy Dượng là có quét vôi rồi. Bây giờ tới Thượng Gồm là sẽ lăn cái sơn xanh lên cả nhà mình nha. Thì gần Tết rồi ve chai người ta kêu nhiều lắm cả nhà. Cô chú anh chị là người ta kêu dọn dẹp nhà Tết này kia, giờ dọn dẹp nhà để người ta ăn Tết bán hết ve chai. Nên là mẹ với cậu là đi vô tập trung là đi mua ve chai hết cả nhà, tại vì sợ không có kịp, tại vì gần cận Tết rồi. Dọn không kịp là coi như là mất mối hết cả nhà. Giờ là chia ra mà làm. Còn Thượng Gồm với bé Thương ở đây sẽ lăn sơn rồi dọn dẹp sạch sẽ rồi mình bày trái cây bông hoa này kia ra để mình cúng kiến cả nhà mình nha. Thì tính ra thì năm nay là cũng là
13 năm rồi cả nhà. 13 năm là Thượng Gờm mồ côi cha rồi cả nhà. À, ba thì mất năm 2011. Còn em trai Thượng Gờm thì mất năm 2015 cả nhà. Thời gian tính ra là trôi quá nhanh. Mới đây mà đã mười mấy năm rồi. Đây Thượng Gờm cũng có mua quần áo với tiền vàng bạc này kia cả nhà. Không biết thì không biết ở dưới ba với thầy em trai có nhận được không cả nhà. Nhưng mà do kiểu như là phong tục và phong tục ông bà trước giờ đó, thì mỗi lần mà đám giỗ đám nồi này kia hay là tả mộ này kia kiểu cả nhà thì mua giấy tiền vàng bạc rồi đốt gửi xuống. Chứ Thượng Gờm chứ Thượng Heo Thượng Gờm nghĩ không biết có nhận được hay không. Tại vì mấy cái này là chỉ có là những cái tờ giấy người ta in ra người ta làm hình áo, hình vàng tiền kia thôi cả nhà. Mình cứ làm theo phong tục trước giờ thôi, chứ còn nhận được không không biết cả nhà mình nha. Thượng Gờm cũng mới vừa là sơn xong cái căn nhà cho em trai Thượng Gờm cả nhà. Đó, cả nhà thấy căn nhà của em trai Thượng Gờm đẹp không? Sơn là một màu xanh mới liền ha. Thì cứ mỗi năm là sơn mới lại vậy đó cả nhà. Cứ mỗi năm là cứ tới ngày 24 thì gia đình Thượng Gờm ở đây là dọn dẹp nhà cửa cho ba với lại em trai để đón Tết cả nhà mình ha. Đây là mộ của em trai Thượng Gờm, còn ở giữa là mộ của ba, bên kia là mộ của cậu cả nhà. Thì mọi người thì cũng bây giờ đi vô hết trơn rồi. Thì đi mua ve chai rồi đi vô nhà dọn dẹp nhà cửa. Thì Thượng Gờm muốn ở lại đây một chút để ngồi đây nói chuyện tâm sự với ba, với cậu, với lại em trai cả nhà. Thì thật sự ra mà nói á, thì ba của Thượng với lại là em trai của Thượng Gờm á, mất năm nay thì cũng hơn 10 năm rồi cả nhà. Nhưng mà không hiểu tại sao, thì bình thường á, thì ở trong nhà thì không có gì hết trơn á. Nhưng mà mỗi khi á, mà bước ra đây, bước tới cái mộ của ba với em trai, thì tự nhiên là trong lòng mà cảm giác có một cái gì đó nó buồn lắm cả nhà. Cứ mỗi lần mà bước ra đây là nhìn thấy tấm ảnh của ba và em trai với cậu mà ở trên cái bia đá cả nhà, cảm thấy trong lòng nó buồn sao cả nhà. Cảm thấy nhớ ba, nhớ em, nhớ cậu của mình. Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn, chẳng kịp nói câu ra từ. Chẳng thể thấy nhau hay làm gì. Những lời hứa nhiều khi đi ra đường á, chơi với bạn với bè, thấy người ta còn cha mình cũng buồn cả nhà. Rồi gia đình người ta cũng có anh em trai rồi này kia, mình thì có em trai mà em trai mất sớm. Đến quá nhanh, gặp nhau mới đó đã vội chia xa, không thể tin là sự thật. Nhìn những tấm hình ngày ấy vui cười mà má đứt nhòa.
sẽ nhớ những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Tôi sẽ nhớ những điều mình cùng nhau trải qua. Trời mưa chút nước ai cũng đi nhanh, chỉ có cành thương chiếc lá. Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn. Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn. Trên cao